Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 14 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trên 150mm. Hiện nay, dãy áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực phía đông Philippines nên ngày và đêm 13 tháng 7 vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Quảng Bình đến Cả Mau có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7, có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, gió mạnh trên biển và diễn biến vùng áp thấp, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại đồng thời kiểm tra giả soát các khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di rời, sơ tán người dân đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra. Luôn sẵn sàng phương án ứng phó với mưa, lũ, gió mạnh trên biển. Tổ chức trực ban nghiêm túc, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thời trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.